chào tất cả mọi người đang xem video chơi hồ thủy sinh thay nước thường xuyên là xưa rồi. Trước đây việc thay nước định kỳ và thường xuyên trong hồ thủy sinh là cần thiết để duy trì độ trong suốt và chất lượng nước tốt cho cá cảnh. Tuy nhiên, theo thời gian, điều này đã trở thành một quan niệm lỗi thời. Hồ thủy sinh hiện đại đã tiến bộ vượt bậc với các công nghệ và phương pháp mới như hệ thống lọc khép kín, vi sinh và quản lý cân bằng dinh dưỡng. Những tiến bộ này đã giúp chúng ta xây dựng một hồ thủy sinh ổn định và tự duy trì một cách tự nhiên. Vì vậy, việc thay nước thường xuyên không chỉ trở nên không cần thiết mà còn có thể gây tổn hại cho môi trường thủy sinh. Nước trong hồ không chỉ chứa các chất dinh dưỡng quan trọng cho sự phát triển của cây cảnh và cá cảnh, mà còn là môi trường sống của các vi sinh vật có ích. Việc thay nước quá thường xuyên có thể làm mất cân bằng hệ sinh thái trong hồ thủy sinh, gây tổn hại đến các sinh vật sống trong đó. Như chúng ta đã biết từ lâu đời, việc thay nước trong hồ thủy sinh đã trở thành một yếu tố quan trọng để duy trì môi trường sống của các sinh vật trong hồ thủy sinh. Tuy nhiên, công nghệ và sự tiến bộ đã mang đến một phương pháp mới, giúp chúng ta tránh việc thay nước, đồng thời vẫn đảm bảo môi trường sống tốt cho các sinh vật trong hồ thủy sinh. Một trong những phương pháp này là sử dụng hệ thống thủy sinh tự cung cấp dinh dưỡng và duy trì độ cứng của nước. Phương pháp này sẽ giúp tiết kiệm thời gian, công sức và không phải thay nước thường xuyên, đồng thời mang lại một môi trường sống tự nhiên và cân bằng cho hồ thủy sinh của chúng ta. Hệ thống thủy sinh tự cung cấp dinh dưỡng và duy trì độ cứng của nước là một phương pháp cũng không cần đòi hỏi nhiều công sức của người chơi hồ thủy sinh. Một trong những lợi ích lớn nhất của phương pháp này là tiết kiệm nước. Điều này không chỉ giúp tiết kiệm nước mà còn đóng góp tích cực vào bảo vệ tài nguyên nước quý giá của chúng ta. Ngoài ra, hệ thống thủy sinh tự cung cấp dinh dưỡng còn mang lại một môi trường sống tự nhiên và cân bằng cho hồ thủy sinh. Vẻ đẹp là sự hiện diện của sự tồn tại, nhưng làm thế nào chúng ta có thể tạo ra vẻ đẹp và cân bằng trong hồ thủy sinh của chúng ta? Đó là câu hỏi mà hệ thống thủy sinh tự cung cấp dinh dưỡng trả lời một cách xuất sắc. Bằng cách sử dụng các loại cây thủy sinh và nguyên tắc cân bằng sinh học, hệ thống này giúp duy trì một lượng oxy và chất dinh dưỡng phù hợp trong nước. Nó tạo điều kiện lý tưởng cho sự phát triển của các sinh vật sống trong hồ thủy sinh, từ cá cho đến các loại thực vật cây cỏ, ánh sáng, nước và dinh dưỡng duy trì một vòng tuần hoàn liên kết với nhau, tạo nên một hệ sinh thái cân bằng tuyệt vời, giúp người chơi thỏa sức đam mê ngắm nhìn và tận hưởng một mô hình thu nhỏ ngay trong không gian sống của chúng ta. Thêm vào đó, hệ thống này còn giúp duy trì độ cứng của nước ở mức đảm bảo sức khỏe cho những sinh vật sống trong hồ thủy sinh. Điều này làm tăng khả năng sinh tồn của cá và các loài sinh vật khác trong môi trường tự nhiên. Trong quá trình chăm sóc hồ thủy sinh, đôi khi chúng ta cần nhìn xa hơn và thể hiện sự quan tâm đến một hệ sinh thái tổng thể. Với hệ thống thủy sinh tự cung cấp dinh dưỡng và duy trì độ cứng của nước mang lại những kết quả tuyệt vời cho người chơi thủy sinh. Không chỉ thấy hồ thủy sinh trở nên xanh tốt và tươi đẹp hơn, mà còn nhìn thấy sự phát triển và sự đa dạng của các sinh vật sống trong nó. Đó là một trải nghiệm thực sự thú vị và đáng giá. Để giải thích cụ thể hơn, chúng ta có thể nhìn vào chiếc hồ thủy sinh này thực tế đã hơn 9 tháng qua đã không cần thay nước, chỉ cần châm nước bổ sung khi lượng nước bị hụt.
Một trong những phương pháp phổ biến là sử dụng sự trợ giúp của bộ lọc. Hệ thống lọc sẽ loại bỏ chất cặn bẩn và các chất gây ô nhiễm trong hồ thủy sinh. Điều này giúp duy trì chất lượng nước tốt và ngăn ngừa sự sinh sản quá mức của các tạp chất. Hãy nhìn vào sự cân bằng hệ sinh thái trong chiếc hồ này. Nó tạo ra một môi trường tự nhiên giống như các hệ sinh thái tự nhiên như sông, suối hay ao. Trong hồ thủy sinh, các cây, cá và sinh vật sống khác tương tác với nhau để duy trì sự cân bằng và làm sống động hệ sinh thái này. Đây là một minh chứng cho câu nói của nhà văn Rachel Carson: trong tất cả tạo hóa, không có gì đổ vỡ hay hư hỏng hơn việc phá hủy cân bằng của một hệ sinh thái. Hệ sinh thái thủy sinh là một thế giới đầy màu sắc và cuộc sống náo nhiệt trong hồ nước. Tuy nhiên, mỗi loài sống trong hệ sinh thái này đều có nhiệm vụ riêng không thể tách rời. Tất cả đều gắn bó và liên kết với nhau tạo nên sự cân bằng và tác động tích cực đến hệ sinh thái trong hồ thủy sinh. Môi trường hồ thủy sinh là một hệ sinh thái nhỏ có độ phức tạp cao, trong đó các loài sinh vật đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sự cân bằng, và có tác động tích cực của các loài sinh vật trong môi trường này là cá ăn rêu tảo. Cá ăn rêu tảo có khả năng tiêu diệt rêu tảo trong hồ thủy sinh, giúp duy trì một môi trường thủy sinh sạch sẽ và hấp thụ CO2 hiệu quả hơn. Việc có những cá ăn rêu tảo trong hồ thủy sinh không chỉ làm nổi bật vẻ đẹp của hồ thủy sinh, mà còn mang lại lợi ích rất lớn cho môi trường và các sinh vật khác trong hệ sinh thái này. Cá là một phần quan trọng của hệ sinh thái thủy sinh và có nhiều nhiệm vụ quan trọng. Các loài cá không chỉ tạo ra sự đa dạng và sắc màu cho hồ thủy sinh, mà còn giúp duy trì sự cân bằng sinh thái bằng cách ăn thực vật rêu hại cho cây cỏ và làm sạch nước. Nếu số lượng cá giảm đột ngột do tác động của con người hoặc các yếu tố khác, sự gia tăng của thực vật có thể gây ra sự cản trở cho ánh sáng và oxy trong nước, làm suy giảm đáng kể chất lượng nước và sinh thái của nhiều loài khác. Tuy nhiên, chất thải từ cá có thể gây ô nhiễm môi trường nếu không được xử lý một cách hiệu quả. Điều này khiến cho quá trình chuyển hóa chất thải của cá trở thành chất hữu cơ trở nên cực kỳ quan trọng. Vi sinh vật là những người hùng vô danh của hệ sinh thái nước. Chúng là những vi sinh vật nhỏ bé, không thấy được bằng mắt thường nhưng lại có khả năng biến chất thải của cá thành chất hữu cơ có giá trị cao. Qua quá trình phân giải và quá trình trao đổi chất, vi sinh vật chuyển hóa chất thải thành các chất sống lại cho cây cỏ và các loài thực vật khác trong môi trường nước. Như Mahatma Gandhi từng nói, thế giới có đủ để đáp ứng nhu cầu của mọi người, nhưng không phải để đáp ứng tham vọng của mỗi người. Chính vì vậy, việc tận dụng quá trình tự nhiên như chuyển hóa chất thải của cá trở thành chất hữu cơ là một điều cực kỳ quan trọng. Nó giúp chúng ta duy trì một môi trường cân bằng và bảo vệ sự phát triển bền vững của hệ sinh thái nước trong hồ thủy sinh. Thật đáng ngạc nhiên khi nhìn vào chiếc hồ thủy sinh này, thực tế đã hơn 9 tháng qua không cần thay nước. Chỉ cần bổ sung khi nước trong hồ bị hụt, chúng ta có thể thấy sự diệu kỳ của vi sinh vật trong việc chuyển hóa chất thải của cá. Một nghiên cứu cho thấy rằng trong một hồ cá nuôi, khi lượng chất thải của cá tăng lên, vi sinh vật phát triển mạnh mẽ và chuyển hóa chất thải của cá thành chất hữu cơ, tạo ra sự giàu có cho cây cỏ xung quanh. Thức ăn là yếu tố cần thiết để duy trì sự sống và phát triển của các sinh vật trong hồ thủy sinh.
Tuy nhiên, việc chúng ta quản lý thức ăn một cách bài bản đúng cách là vô cùng quan trọng, không nên bỏ qua. Một ví dụ cụ thể về vấn đề này có thể là việc chúng ta thường xuyên cho quá nhiều thức ăn cho cá trong hồ thủy sinh của chúng ta. Có thể phụ thuộc vào khả năng tiêu thụ thức ăn của cá, nhưng nếu chúng ta không quản lý chính xác lượng thức ăn, sẽ tạo ra sự dư thừa, dẫn đến nước bị ô nhiễm và sức khỏe của cá cảnh và các sinh vật trong hồ thủy sinh bị ảnh hưởng. Một vấn đề tiềm tàng của việc quản lý thức ăn không đúng cách là sự dư thừa thức ăn. Quá nhiều thức ăn không chỉ gây lãng phí, mà còn có thể dẫn đến tăng nồng độ amino acid và nitrat trong nước, gây ra sự mất cân bằng sinh thái và làm tăng nguy cơ sự phát triển quá mức của tảo trong hồ. Điều này sẽ ảnh hưởng đến sự sống và sự phát triển của các sinh vật khác trong hồ. Đây có thể coi là một ví dụ tuyệt vời về sự cân bằng tự nhiên và môi trường sinh thái đa dạng trong hồ thủy sinh của chúng ta. Chúng ta có thể thay đổi cách chơi hồ thủy sinh bằng cách không cần phải thay nước. Bằng cách tận dụng công nghệ và sáng tạo trong thiết kế hệ thống, chúng ta có thể tạo ra những hồ thủy sinh tuyệt đẹp mà không cần mất nhiều công sức trong việc duy trì và quản lý. Nhìn vào sự phát triển từng ngày, hồ thủy sinh trở nên đẹp hơn bao giờ hết. Mỗi lần ngắm nhìn hồ thủy sinh, chúng ta cảm nhận được sự kỳ diệu và sự sống không ngừng của thiên nhiên thu nhỏ trong chiếc hồ thủy sinh, nơi mà sự sáng tạo của con người hòa quyện với sức sống vô tận của thiên nhiên. Ngắm nhìn và tận hưởng vẻ đẹp sống động, đầy màu sắc của thiên nhiên ngay trong không gian nhỏ bé của chúng ta. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video và khám phá hồ thủy sinh. Hy vọng rằng video này đã truyền tải cho các bạn một chút kiến thức và cảm hứng trong việc chơi hồ thủy sinh để trồng cây và nuôi cá, tránh việc thay nước thường xuyên mà vẫn đảm bảo môi trường sống cho các sinh vật trong hồ thủy sinh. Đừng quên để lại nhận xét và like video nếu các bạn thấy nó thú vị. Hãy đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video thú vị tiếp theo về khám phá những bí mật hồ thủy sinh. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau nhé.